Vâng, xin kính chào các bác nhá. Hiện tại là đang 9 giờ sáng của ngày 22 tháng 9 năm 2020. Thì em đang có mặt tại nhà anh Hưng Tuấn ở xã Sương Thịnh. Vâng, nhà anh Tuấn Hưng ở xã Sương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để bàn giao cho gia đình anh một bộ trường kỷ bằng gỗ lim. Vâng, bộ trường này là xin giới thiệu các bác là chất liệu gỗ lim nhé. Lim xanh của Nam Phi. Vâng, này, vần rất đẹp. Bộ trường này có kích thước là dài 2m các bác ạ. Còn mặt là rộng 46 phân. Còn đây chia sẻ quý vị là tại sân nhà anh Tuấn Hưng nhé. Xã Sương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay chúng vừa nhắc xuống để tặng một xe qua. Rất chi là vâng, là bộ trường này đúng không? Trên này quý vị nhìn đây là một chiếc ghế giả. Để với chạm là tứ quý cùng chú Cúc Mang. Và mặt là gỗ vân rất tự nhiên các bạn, vân rất là đẹp. Chất liệu là gỗ lim xanh của Nam Phi. Thế các bác nào có nhu cầu sở hữu bộ trường như của nhà anh Tuấn Hưng ở xã Sương Thịnh, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ này, xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám với em nha. Cơ sở em nằm tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, còn chuyên sản xuất và lắp đặt các loại đồ gỗ tự nhiên như trường kệ, sập rồi thì là bàn ghế. Nói chung là liên quan đồ gỗ tự nhiên là cơ sở em đều có tất. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của đồ gỗ Tùng Tám nha. Em xin chân thành cảm ơn.